Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi yoga trị liệu dành cho những người bị đau cổ vai gáy. Sau buổi tập đầu tiên thì các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hôm nay là buổi thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào việc mở rộng các cơ, tái cân bằng vùng cổ vai gáy, giúp làm giảm đau và cải thiện sự linh hoạt. Bây giờ chúng ta bắt đầu thả lỏng cơ thể và cùng luyện tập với Huyền nhé! Đầu tiên chúng ta mở rộng hai chân bằng hông. Hơi hướng ngón chân cái vào bên trong một chút sao cho mép chân bên ngoài song song với nhau. Hai chân thẳng hàng với cấu trúc xương hông của mình. Khi chúng ta vươn hai tay qua đầu thì chúng ta lưu ý một cái đấy là mình không khép sát hai cái tay của mình vai lên chạm vào tai như thế này. Mà mình sẽ mở rộng cái phần khoảng cách giữa tay và đầu của mình một chút. Được chưa ạ? Vươn cằm lên và thả lỏng hai cái vai của mình ra để không bị bó cứng cái phần cơ vai. Được chưa ạ? Em sẽ đứng nghiêng. Đan tay, hít vào, vươn tay qua đầu. Nâng vai, mở ngực, thở ra, mở vai ra sau, đẩy mông về sau ạ, đổ ngực về trước. Hai tay xuống. Đan tay lại với nhau, xoay vai, hít vào, đẩy căng ngực. Thở ra mềm lưng mềm vai và đẩy cái tay xa thân người. Tiếp tục, đan tay phía trước hít vào. Mở rộng tay ra sau, thở ra, đẩy mông ra sau, đổ ngực về trước ạ. Vươn cằm, hai tay xuống. Đan tay phía sau, xoay vai hít vào. Thẳng tay thở ra. Tiếp tục một lần nữa. Hít vào, vươn tay qua đầu, nâng cao lồng ngực lên. Thở ra, đẩy tay ra sau hết mức có thể. Giữ và hít thở đều. 6. Siết nhẹ cơ bụng. 5. Cố gắng là đổ ngực về trước, mở vai ra sau nhiều. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ hai tay của mình xuống. Đan tay vào nhau. Xoay vai, hít vào, mở căng lồng ngực. Thở ra, đẩy tay ra sau. Giữ và hít thở đều ạ. Chúng ta đẩy ngược về trước. Vươn cằm lên. 4. 3. Cố gắng khép sát hai lòng bàn tay vào nếu có thể ạ. 2. Cảm nhận vùng vai của mình đang được kéo giãn. Và 1. Rồi. Thả lỏng hai tay. Hai tay ra ngang. Hít vào. Đẩy mông về sau. Đổ ngực về trước. Mở rộng lồng ngực tối đa. Đan tay hóp bụng cuộn lưng, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục mở rộng lồng ngực, hít vào. Vươn cằm của mình lên ạ. Thở ra, cong lưng, hóp bụng lại. Tiếp tục hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn căng cằm của mình lên. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ phía trước. Thở ra, hóp bụng cuộn lưng, thu cằm về cổ, vai đẩy về phía trước nhiều. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần nữa hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn căng vai lên. Giữ hít thở đều. 4. 3. Nâng lồng ngực đẩy về phía trước. 2. Và 1. Rồi đan tay hóp bụng cuộn lưng, thở hết ra. Cầm về cổ, giữ và thở đều. 3, 2, 1. Rồi, chúng ta thả lỏng trở về. Hai tay xuôi theo thân, hướng mũi chân vào bên trong. Hóp bụng cuộn xương cụt và giữ lưng thẳng. Vai mở ra sau, hít vào mắt nhìn thẳng. Quay đầu sang bên phải, thở ra. Hít vào về giữa, cố định hai vai, giữ nguyên. Quay đầu sang trái, thở ra. Hít vào, quay lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Hít vào. Thở ra, đổi bên.
Một lần cuối hít vào. Ta thả lỏng hai vai của mình xuống nhé. Quay đầu sang phải thở ra. Giữ hít thở đều. 5 4 Cảm nhận sự căng giãn nơi cơ cổ bên trái. 3 Thả lỏng các ngón tay, thả lỏng vai. 2 Và 1 Rồi hít vào trở về giữa. Quay đầu sang bên trái, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 Mỗi lần thở chúng ta lại vặn đầu thêm một chút. 3 2 Và 1 Hít vào, hai tay ra ngang. Nâng lồng ngực của mình lên. Nghiêng đầu sang phải, thở ra, tay phải kéo đầu của mình xuống, đồng thời thả rơi vai trái xuống. Giữ nguyên như vậy, hít vào, nâng cao vai trái lên, thẳng tay ạ, thở ra, mở ra sau hết mức có thể. 3 lần, hít vào, nâng vai lên, thở ra, mở rộng ra sau. Một lần cuối nào, hít vào, làm thật chậm và cảm nhận vùng cơ của mình. Mở ra sau hết mức có thể nào. Thở ra. Chúng ta xuôi tay xuống, xòe 5 ngón tay ạ và hướng cái mũi tay của mình xuống dưới thảm nhiều. Giữ và thở đều. Đồng thời này, tay của mình kéo đầu của mình xuống, hai lực đối kháng vào nhau. Chúng ta sẽ làm giãn cái phần cổ vai gáy bên trái tối đa. 4 3, mỗi lần thở ra ta thả lỏng xuống nào. 2 Và 1, rồi hít vào, nâng cao lồng ngực, mở rộng hai vai, kéo vai sang hai bên. Thở ra, nghiêng đầu sang bên trái, tay trái đặt phía trên. Rồi, thả rơi vai bên phải xuống. Tiếp tục hít vào, nâng vai phải lên. Thở ra, mở rộng ra sau hết mức có thể. Chúng ta chỉ chuyển động cái phần khớp vai và không xoay người nhé. Tiếp tục hít, mở rộng ra sau càng nhiều càng tốt, thở ra. Hãy lưu ý là chúng ta thả lỏng phần cổ bên trái, xin lỗi, phần cổ bên phải. Tiếp tục hít vào và thở ra. Rồi bây giờ chúng ta ghi hướng cái mũi tay của phải của mình xuống, thả lỏng toàn bộ phần cổ bên phải, giữ và hít thở đều. 5 4 Thả lỏng phần bị căng giãn ra. 3 Điều hòa hơi thở và thở ra ta lại thả lỏng phần cổ bên phải. 2 Và 1 Rồi hít vào kéo căng hai tay sang hai bên. Thở ra ta xoay tròn phần vai của mình. Xòe 5 ngón tay ra để máu lưu thông. Cố định thân người và siết nhẹ cơ bụng. 4 Xoay tròn vai chậm thôi ạ. 3 2 Và 1 Rồi chúng ta xoay ngược lại. Hít vào, thở ra. 4 3 2 Và 1 Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Tiếp tục gập tay phải, tay trái đặt lên, khử tay thở ra này. Hít nâng vai phải lên, kéo khử tay ra sau, xa đầu. Thở ra, giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5 Đấy, cứ mỗi lần ta thả lỏng chúng ta lại kéo đầu sang một chút nữa. 4 Thả lỏng toàn bộ vùng vai bên phải. 3 2 Và 1 Rồi hít vào, hai tay ra ngang. Thở ra, gập tay bên trái lại, tay phải đặt lên phía trên của vai. Hít vào, nâng vai lên. Thở ra, kéo khử tay sang bên phải. Chúng ta hơi cúi đầu xuống một chút và lách vai của mình sang một chút nữa. Rồi chúng ta đẩy thẳng cổ lên, đẩy khử tay ra phía sau để không nặng đầu cổ. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thả lỏng phần vai trái nào. 2 Và 1 Rồi hít vào, hai tay ra ngang. Thở ra, hai tay xuống. Hai chân lúc này chúng ta mở rộng bằng vai, hướng mũi chân vào bên trong một chút, hai hông giữ nguyên cân bằng, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, nghiêng người sang bên phải, không đẩy hông sang trái, thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái của mình, gắng là nhấn cái chân trái của mình xuống nhé, và siết nhẹ cơ bụng.
về giữa, hít vào, nghiêng người sang bên trái, thở ra. Với những người đau cổ vai gáy thì chúng ta sẽ nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn lên. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, kéo hai vai sang hai bên. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng bấm chân bên trái xuống nào. 4, siết nhẹ cơ bụng. 3, thở lại thả lỏng vùng lườn của mình nhiều. 2, 1, rồi hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5, bấm chân phải xuống nào. 4, mỗi lần thở chúng ta lại nghiêng thêm một chút. 3, hít thở đều. 2, và 1, rồi hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Hai tay đan phía sau, thở ra. Lúc này chúng ta mở rộng hai chân bằng thảm, mép chân bên ngoài song song với mép thảm của mình. Xoay vai, mở ngực, hít vào, đẩy thẳng tay. Cố gắng khép sát hai lòng bàn tay lại nếu có thể. Gập người về phía trước, thở ra, hất tay lên cao. Thả lỏng hai vai, thả lỏng kheo chân phía sau. Tiếp tục nâng người lên, xoay vai, hít vào, mở rộng lồng ngực, thẳng tay ra sau, thở ra. Tiếp tục hít nâng ngực lên, gập người về phía trước, thở ra thật chậm, thả lỏng hai vai. Rồi siết bụng, nâng người của mình lên. Một lần cuối nào, xoay vai ra sau, hít vào, thẳng tay lên, thở ra. Hít nâng cao lồng ngực, gập người về phía trước, thở ra, thả lỏng hai vai, thả lỏng kheo chân nhiều. Giữ và hít thở đều, chúng ta bấm các đầu ngón chân xuống. 5, 4, 3, 2, và 1, rồi từ từ nâng người của mình lên. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, hai tay xuống, thở ra. Rồi lúc này chúng ta mở rộng hai chân sang hai bên. Rồi hướng mũi chân sang trái và sang phải. Mở rộng hai gót chân, sao cho đầu gối thẳng hàng với gót chân nhé. Đó. Nếu mà ai không thăng bằng được, chúng ta hướng mũi chân về phía trước. Ai thăng bằng tốt thì hướng mũi chân sang hai bên. Được chưa ạ? Nào, hít vào, mở rộng lồng ngực, xuôi vai ra sau. Thở ra, hạ cái vai bên phải xuống, trùng nhẹ khửu tay trái. Rồi nếu tốt thì chúng ta hạ người xuống một chút nữa. Nếu ai có thể thì chúng ta đẩy thẳng tay trái luôn. Đó, tiếp tục hít vào, thở ra đổi bên. Hít vào về giữa, thở ra, hạ vai phải xuống. Cố gắng đẩy thẳng hai tay nếu có thể để mở rộng cái phần khớp hông của mình ra luôn ạ. Hít vào, thở ra, hạ sâu vai của mình xuống thêm một chút nữa. Mắt nhìn vào phía đầu gối phải. Tiếp tục hít vào, thở ra, đổi bên. Một lần cuối nào, hít vào, trở về, mở rộng lồng ngực. Rồi vặn người sang bên phải, thở ra. Hạ rơi cái vai trái của mình xuống một chút nữa. Nếu ai có thể thì đẩy thẳng tay phải, còn nếu không được thì chúng ta trùng tay, nhưng vẫn tạo một cái lực vào đầu gối phải và đẩy xa ra nhé. Giữ và hít thở đều. 5, mắt nhìn về phía đầu gối nào. 4, mỗi lần thở chúng ta lại hạ vai về phía trước. 3, thở đều nào. 2, mở rộng ngực, đẩy thẳng lưng. Rồi 1, nâng người lên, hít vào, cố lên ạ. Thở ra, đổi bên. Giữ và hít thở đều ở đây. 5, 4, 3, hạ rơi vai xuống chút nữa, 2, và 1, rồi, 4, ta khép chân lại, vươn hai tay qua đầu, hít vào, hai tay xuống, thở ra. Rồi tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng bàn, hoặc là ghế, hoặc là thành giường
đều được ạ. Và chúng ta sử dụng cái phần này chúng ta mở vai, hoặc là nếu ai không có thì chúng ta có thể quỳ xuống và dựa tay vào tường cũng được. Đây, đây em có cái bàn thì em sẽ sử dụng luôn nhé. Mở rộng hai đầu gối bằng hông, sao cho mông của mình thẳng hàng với đầu gối ạ. Đi chân ra xa một chút để sao cho cái phần tay của mình được thẳng này. Hai tay mở rộng bằng vai, hít vào, thở ra, hạ sâu vai của mình xuống, thả lỏng cổ, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào, thở ra, đến khi nào mà căng vai quá thì chúng ta dừng lại. Tiếp tục hít vào, thở ra. Một lần cuối nào, hít vào, thở ra. Giữ và hít thở đều, 5. Thả lỏng vùng vai ra, 4. Thả lỏng ngực xuống tiếp, 3. Hít thở đều, 2. Và 1. Thôi từ từ, cuộn lưng lên. Cằm chạm hõm cổ, ta ngồi xuống trên gót chân. Mắt nhìn rốn, giữ và hít thở đều, thả lỏng hai cái vai của mình ra. 4, 3, 2 và 1. Rồi bây giờ chúng ta ngồi trên gót chân này. Hít, nhấc cái mông của mình ra. Hít vào, xoay vai, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Tạo một lực ở bàn tay nhé. Kéo ghì cái thân người của mình về phía trước ạ. Thở ra. Hóp bụng cuộn lưng, cằm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục này, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, vươn cằm, đẩy ngực lên. Thở ra, hóc bụng, cuộn lưng, cằm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Cuộn lưng, hóc bụng, thở ra. Một lần cuối, xoay vai ra sau, hít, đổ ngực về trước nhiều. Đó, vảnh mông sau lên, vươn cằm, khép sát khử tay. Giữ và hít thở đều. 4, xuôi đỉnh vai ra sau ạ. 3, 2, tập trung lưng lồng ngực lên nữa nào. Và 1, rồi hít vào. Cuộn lưng hóp bụng thở ra. Cằm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi bây giờ chúng ta nâng người của mình trở về này, khép sát hai đầu gối, đi tay phải sang bên trái, hạ vai xuống. Đó, nếu như mà ai chúng ta không hạ vai được xuống thì chúng ta tách hai gối ra và hạ vai của mình xuống. Bây giờ tay trái qua đầu, áp mang tay này. Bây giờ chúng ta đi bộ tay sang bên phải. Rồi để thẳng hai tay, giữ ở đây và hít thở đều. Ta đi bàn tay trái sao cho lúc nào mà không thể đi được nữa thì thôi. Rồi, thả lỏng phần vai của mình nhé. Hít thở đều, giữ 10 giây ạ, 10 nhịp thở. Rồi từ từ nâng tay trái lên, hít vào, thở ra, vòng tay trái ra sau đùi phải. Rồi đi tay phải thêm một chút nữa. Lúc này chúng ta mở rộng lồng ngực của mình sang trái hơn. Mang tay của mình áp xuống, giữ ở đây và thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi bây giờ ta nâng người lên, chống tay trái xuống. Tiếp tục đổi bên, đi tay trái của mình sang bên phải, cổ tay thẳng hàng với vai. Rồi tay phải vòng qua lên đầu, đi sang bên trái. Rồi, giữ và hít thở đều, ta hạ mông chạm gót chân nhé. Nếu như ai không hạ xuống được thì chúng ta mở rộng hai đầu gối và hạ xuống. Giữ ở đây và thở đều đi ạ. Thả lỏng vùng cổ vai gáy, cảm nhận vùng căng giãn ở phía sau cổ vai gáy của mình. Rồi từ từ giữ nguyên tư thế,
Nâng tay phải lên cao, hít vào. Vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái, thở ra. Đi tay xuống một chút nữa. Rồi bây giờ đi tay trái của mình sang bên phải. Đầu cổ chúng ta để một cách thoải mái. Giữ và hít thở đều ở đây. Ba, hai, một. Rồi, từ từ nâng người của mình lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Hai tay đan phía sau lưng, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Đẩy thẳng tay ra xa, gập người về phía trước, chán xuống, hất tay lên cao, thở ra. Đó. Giữ và hít thở đều. Sáu, cố gắng là chán của mình xuống và cằm gần về cổ nhé. Bốn, mông không lên nào. Ba, thả lỏng hai vai. Hai và một. Rồi chúng ta duỗi thẳng tay về phía trước, chán hạ xuống, tư thế em bé. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nằm sấp. Chúng ta sẽ sử dụng một cái gối nhỏ. Ai không có gối thì chúng ta sẽ sử dụng viên gạch. Đó. Đặt ở phía trước mặt. Duỗi thẳng tay trái sang trái. Sao cho vai thẳng hàng với lại cổ tay. Được chưa? Chống bàn tay phải lên. Nghiêng người sang bên trái. Chống chân phải vòng qua bên chân trái. Rồi. Bây giờ giữ và hít thở đều ở đây ạ. Lúc này ta đi tay phải duỗi thẳng phía trước mặt. Giữ và hít thở đều. Trong 10 nhịp thở, thả lỏng phần vai trái phía dưới. Mỗi lần thở mình lại mở rộng cái đầu gối phải sang bên trái nhiều hơn. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi chúng ta đổi bên, nằm sấp trở lại. Đi thẳng tay phải sang bên phải, sao cho cổ tay thẳng hàng với vai. Dịch cái viên gạch về bên má bên phải của mình ạ. Rồi từ từ chống tay trái phía trước, nghiêng người sang bên phải. Vòng chân trái qua sau của chân phải. Rồi, bây giờ chúng ta duỗi thẳng tay về phía trước mặt. Mỗi lần thở ta lại đi đầu gối ra sau. Giữ và hít thở đều. Thả lỏng vùng vai phía dưới. 6 5 Mỗi hơi thở ra ta lại thả lỏng vùng vai phía dưới nhiều hơn. 4 3 Cảm nhận vùng căng giãn và thả lỏng nó ra. 2 Và 1 Rồi từ từ nghiêng người trở về. Ta bỏ viên gạch ra. Hai tay nắm phía sau lưng. Lòng bàn tay úp vào nhau. Xoay vai. Mở ngực ra sau. Hít vào ta nâng đầu lên. Chân lên, ngực lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, đẩy tay xa mông một chút. Thở ra, hạ trán xuống. Tiếp tục lần thứ hai, xoay vai, thẳng tay, hít vào, nâng người lên. Nâng chân lên. Thở ra, trán xuống. Làm ba lần nữa, tiếp tục xoay vai, mở căng lồng ngực, thẳng tay ra xa. Hít vào, lên. Thở ra, chậm chậm hạ đầu xuống. Hai lần nữa, xoay vai. Thẳng tay, hít vào. Nâng người của mình lên cao. Thở ra, chậm chậm hạ trán xuống. Hạ chân xuống. Một lần cuối nào. Xoay vai, mở ngực. Thẳng tay, hít vào, nâng thân người của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5
Vâng, đẩy tay ra xa nào. 4. Nâng ngực lên nữa. 3. Thẳng gối chân. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ trán xuống. Hai tay đặt phía dưới đầu, nghiêng đầu sang một bên. Thở đều và thả lỏng hai vai. Rồi sau đó chúng ta sẽ nằm ngửa. Hai tay dang ngang sang hai bên. Co chân phải của mình lên. Hai tay nắm lấy đầu gối. Hít vào. Thở ra kéo đầu gối về phía ngực của mình. Đồng thời nâng chân trái lên 30 độ. Giữ ở đây. Thở đều. Chúng ta không cần nâng đầu lên nhé. Vì mình đang bị đau mỏi cổ vai gáy ạ. 4. 3. 2. 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên. Co chân trái lại. Hai tay nắm vào phía trên của đầu gối. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra kéo đầu gối về phía thân người. Đồng thời nâng chân phải của mình lên cao 30 độ. Siết chặt cơ bụng và giữ ở đây. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Tiếp tục hai tay dang ngang. Nâng cao chân phải của mình lên. Tay trái nắm vào mũi chân. Hít vào. Thở ra hạ chân sang bên trái. Mắt nhìn sang phải. Cố gắng hạ vai phải của mình xuống dưới thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Thả lỏng vùng lườn của mình. 4. Thả lỏng vai. Đầu quay sang phải hơn một chút nữa. 3. 2. 1. Giữ nguyên tư thế. Từ từ co gối chân phải lại. Tay trái đặt lên đầu gối. Tiếp tục thở đều và nhấn đầu gối của mình xuống. Giữ ở đây và thở đều. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi hít vào trở về giữa. Thở ra duỗi thẳng chân phải. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi bên. Nâng chân trái lên 90 độ. Tay phải nắm vào mũi chân. Hít vào. Thở ra hạ chân sang bên phải. Mắt nhìn sang bên trái. Ta cố gắng là hạ rơi vai của mình xuống. Nếu ai tốt thì ta nắm mũi chân và kéo phía lên phía trên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. 4. Thả lỏng vùng lườn của mình. Cố gắng hạ vai trái xuống một chút nữa. 3. Mắt nhìn về phía bàn tay trái. 2. 1. Rồi giữ nguyên tư thế. Ta gập chân trái lại. Tay phải đặt lên đầu gối. Tiếp tục thở đều và nhấn đầu gối của mình xuống. 5. Mỗi hơi thở ra ta lại kéo gối của mình xuống thảm. 4. 3. Thả rơi vai trái xuống. 2. Và 1. Rồi. Đã trở về. Tiếp tục mình co hai chân lên. Hít vào. Thở ra. Vặn chân sang bên trái. Mắt nhìn sang bên phải. Tiếp tục hít vào, nâng chân về giữa. Thở ra, hạ chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra, hạ chân sang trái, mắt nhìn sang phải. Rồi bây giờ tay trái của mình đặt lên trên đầu gối. Nhấn đầu gối của mình xuống. Hạ vai phải xuống và hít thở đều ở đây. 5. 4. Cảm nhận sự căng giãn vùng lưng. 3. 2. Và 1. Hạ tay trái xuống thảm. Hít vào, nâng hai chân lên. Thở ra, hạ chân sang phải. Đặt tay phải lên phía trên của đầu gối. Kéo đầu gối xuống. Đồng thời tay trái của mình nhấn xuống. Giữ ở đây và thở đều. 5. 4. Cố gắng xoay đầu ra sang bên trái hơn nữa.
mắt nhìn về phía bàn tay. 3, 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta nghiêng người sang bên trái, chống tay lên và từ từ ngồi dậy. Hai tay đặt lên đầu gối, ta xoay hai vai, thả lỏng vai. Xoay ngược lại. Hai tay nắm vào nhau, thả lỏng vai. Cố định thân người và siết nhẹ cơ bụng. Tiếp tục đánh tay ra sau, thở ra và đánh tay ngang vai. 4, 3, 2 và 1. Rồi, hai tay đặt gối, chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng lên. Hy vọng bài tập này sẽ giúp các bạn cải thiện tình trạng đau mỏi cổ vai gáy. Hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ mỗi ngày và đừng quên ấn like và theo dõi kênh của Huyền nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.